Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem cái con thác đội năm, nó cũng đẹp á, chưa có bảng tên trên bản đồ du lịch của nổi tiếng của Việt Nam nào, nhưng nổi tiếng ở cái xứ Chư Bờ Rông này. Nó và tên thác là con thác đội năm ở nằm ở huyện Chư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai nhé mọi người. Và có thể gọi nó là thác đội hai cũng được, do cái con suối con thác này nó chia đôi hai bên, một bên là đội hai, một bên đội năm á, thì có thể gọi là thác đội hai, cũng có thể gọi là thác đội năm. Theo mình được biết á, thì người dân địa phương hay tới đây chơi lắm, bởi vì nó đẹp và đem bia đem bọt tới nhậu. Chỗ này cũng hoang sơ tự nhiên, chưa có bán vé, chưa khai thác du lịch nhé mọi người. Con thác này đẹp lắm mọi người ạ. Mình nhìn thấy từ xa mình tính quay rồi, nhưng mà người ta hướng dẫn mình đi vào trong này. Đây là bờ đập tặng nước thôi nhé mọi người, chưa phải là thác đâu. Đó, đầu thác đấy. Đó mọi người, trâu cái đèn kia đó. Wow, cái nguồn nước nó chảy. Cái nguồn nước không được đẹp vào mọi người. Đó mọi người nhìn thấy chưa? Nè, đợi mình chỉ cho. Đó, màu trắng đấy. Rồi mình sẽ tìm đường xuống đó, mình sẽ quay tiếp nhé mọi người. Ở đây mình đã tiếp cận tới chân rồi đó mọi người. Dưới chân này có loại cây cỏ tím này, cỏ hông gì đây.
mình quan tâm nó có cái cây cỏ này mà đợt trước mà nổi lên ở cũng ở hiện trường rồng này á. Đó, đây là mọc rất là nhiều. Đó mọi người, cảnh quan cây cỏ xanh um. Ồ, lầy ghê quá, không bị mất lầy được à. À, gai. Đó mọi người ơi, có tên nhưng chưa có tuổi. Tên là đội 3, đội 5. Wow. Đây là việc để lại của việc nhậu chơi bời. Nó mọi người đẹp chưa? Cao cũng 3 bốn, nếu mà tính tầng thứ hai trên đỉnh luôn á, tính tầng ở đỉnh luôn á khoảng cả 40 mét đó mọi người, còn nếu cái này không thì khoảng cả 20-30 mét. Wow, quá đẹp. Tảng đá đổ nước đổ rồi xuống dưới này mọi người, có ai tạt trên dàn đá đây, đất dước ờ riêng gì đi ra tầm 5 mét trái tim. Đây hình trái tim chia làm hai mọi người, nứt làm hai à. Tảng đá hình trái tim, có một đường nứt ở giữa là con thác sau khi đổ xuống thì nó sổ ra đây chạy đi bọt bay tầm 5 mét. Wow, đứng đó, nước nó đánh vào mặt mình luôn. Bướm nữa. Tên người ta hay gọi là đội 5 nhé mọi người, còn cái tên khác gọi tên khác là khác đội 2 rồi đấy, nó có hai tên nhưng mà tên thường gọi là đội 5. Quá đẹp, mùa bảy xích có vòng lắm mọi người, thấy có vòng không, thấy có vòng đấy, thấy bảy xích có vòng đấy. Trong rơ bám rất là nhiều, quá đẹp. Nếu mà mùa mưa đang có nước này mọi người, đó vậy sẽ có vòng đó. Cao chắc cũng 30-40 mét đó mọi người à, nếu tính tổng thể là có 40 mét hơn đó, nhưng mà cái tăng này thôi thì cỡ 30 mét.
xung quanh đó. Quá đẹp. Cầu vòng rồi đó, mọi người thấy cầu vòng chưa? Chiều rộng cũng có 10 mấy mét, 20 mét đó mọi người. Nãy giờ mình cho mọi người xem cái view ở bên hông của thác rồi. Giờ mình sẽ tiến ra phía trước cho mọi người xem cái view phía trước chính diện. Quá đẹp. Tạo con mặt mình mát lắm mọi người ạ. Rồi mình ra bên trong mọi người để xem cái view phía bên hông trái rồi. Giờ mình sẽ cho mọi người xem cái view phía bên phải, hông phải của thác. Đó. Rồng bám xanh đẹp chưa? Mà lại có mùa mưa thì nước nó chảy to hết. Tiếng thứ hai mà có thác nó chảy bao nhiêu, chảy hết bao nhiêu. Đẹp. Đó. Rồi mọi người đã chính diện bên hông ở phía trước rồi, để cho mình cho mọi người phía trước lùi nữa để nhìn thấy được cái tầng phía sau, tầng thứ hai ở trên cao nữa. Thác đội 5 đậm nôi, đội 2 đại hôi, đại là nhiều, hôi là hôi. Đó, đây là nhìn thấy toàn cảnh luôn hả mọi người, nhìn thấy phía trên luôn đấy. Mình lùi lại phía xa. Mình lại tiến tới tiếp cho mọi người xem tiếp. Nó đẹp. Góc nào cũng đẹp. Tiến tới tiến lùi trái phải gì đẹp hết. Quá đẹp đây, bướm bay hết đây hết. Cái dòng nhỏ bên trái cũng đẹp đúng không mọi người? 90 độ nhưng nó có bám vào tường á. Còn cái dòng lớn thì 90 độ bên một bên phía mép, còn cùng kia là có dòng nhỏ nó cũng bám vào tường, còn dòng lớn bên giữa thì nó đổ thẳng xuống luôn.
đá cảnh quan xung quanh. Bướm. Đá nó lô ra kìa, lòi ra kìa. Ồ, nhiều. Vậy thôi, video và thác đội 3, đội 5 hoặc là đội 2 gì cũng được. Đó là xin kết thúc nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu mọi người có biết có đến dịp đến đây thì ghé lại chơi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người nhé.